Sao thấy chị đẹp đẹp gái không? Xinh gái chưa? Ôi trời đất ơi. 10 điểm chưa? 10 điểm. 10 điểm. Quá đẹp luôn. Cô đi không cần đi nữa, bé trai đâu nha. Thế có ăn mặc như gái phố vậy nhỉ? Giống như con gái 18. Như y như gái 18 không? Em mà tự quá hả? Tao hóa trang thành một thiếu nữ xinh đẹp như thế này lại mua chai đúng mà đúng luôn, đúng dẹp luôn. Tài xin chào quý cô chú anh chị đến với video tiếp theo của Tài. Và buổi sáng hôm nay Tài đang có mặt tại Củ Chi để mà thăm lại một hoàn cảnh, đó chính là chị đẹp, một người con trai nhưng mà mang trong người của mình dòng máu thứ ba. Khi mà anh sống ở trong gia đình lớn lên và gia đình của anh phát hiện anh là người giới tính thứ ba, thì lúc đó thì ba mẹ của anh đó là rời xa anh, từ bỏ anh và xua đuổi anh, bỏ anh, bắt anh là phải đi ra đường để mà mưu sinh và sinh sống, không nhận anh là một người con nữa. Vì thế mà anh chọn một cái nơi hoang vắng, đó chính là một cái công ty bỏ hoang như thế này để mà anh sinh sống. Và công việc hàng ngày của anh đó chính là anh đi nhặt ve chai. Thật sự là anh muốn kiếm một công ty, một công việc nào đó để mà làm ổn định hơn. Nhưng cái điều khó khăn ở đây đó chính là ba mẹ của anh không cho anh một cái giấy tờ tùy thân nào hết. Vì thế mà anh phải chọn một cái nơi, cái lô cốt ở phía sau công ty này, đó chính là chỗ bảo vệ để mà anh sinh sống. Ở mé đây là cái lô cốt của bảo vệ công ty bảo quang. Vì thế mà chị đẹp chọn một cái nơi như thế này để mà sinh sống. Ở phía lộ này thì ngay cái đường quốc lộ nên là xe container, xe tải chạy ra khá là đông, nên là tiếng nói thì ồn một tí xíu nha quý cô chú chị. Thì Tài không có dùng mic á. Hello chị, em vào bên trong được không? Mới ngồi đâu ngồi hả? À, tị luôn ha, dễ chịu đó. À, chị đẹp đây quý cô chú chị. Dạ em chào chị nha. Chị đẹp có thể cho mọi người biết tên của chị là tên gì không? Chị Trinh Trang. Chị Trinh Trang là tên đó là biệt danh của mình thôi phải không? Trang là chị thứ hai. À, thứ hai. Là chị hai ha. Tại sao chị Trang lại chọn một cái tên đó chứ là chị đẹp? À, chị mình thích ha. Sao thì chị có chồng giàu. À. Trước khi mà em bước vào cái chốt bảo vệ của anh này thì em thấy một điều khá là bất ngờ ở chị đẹp luôn. Chị đẹp biết gì không? Đó chính là chiếc xe đạp của chị đẹp đây. Chị xiềng xích rất là kỹ luôn quý cô chú anh chị. Nhưng cái điều đặc biệt ở đây đó chính là chị xích trên một cọng dây. Đây, ẩu phá luôn, diệt tiệp, chắc cú dây xích. Đây mà ngộ lắm, lạ lắm cả nhà. Xích lên cái cọng dây này nè. Sao chị không lòn qua cái lỗ bê tông này luôn chị đẹp? Sao chị cái lỗ dây này nó cục quá hả? À, dây này nó hơi ngắn hả? Chị đi từ phố chị mới qua cái cọng dây này. Rồi xe đạp chị xích lên đó cũng như là không có xích thôi. Ừ. Giống như là mình xích này cho có lệ vậy ha. À, có lệ thôi. Cho có lệ thôi. Đúng rồi. Chứ em thấy mà xích vô cọng dây đó cũng đơn sơ rồi. Đây là những vật dụng của chị dùng để mà nấu cơm, nấu nước hàng ngày. Đồ đạc quần áo chị sắp xếp rất là ngăn nắp và gọn gàng luôn nè cả nhà. Nước này là chị dùng để uống hay là để nấu ăn? Uống thì tắm, nấu ăn gì chị thích thì nấu mì nha. Là nước này chị dùng để tắm? Tắm chiều thôi. Ngồi đi chị, ngồi đi, hai chị em mình tâm sự mỏng. Chị ra luôn hả? Chị ra luôn, nó đặt luôn thôi. Nãy thằng gì cũng qua nhưng cũng quay chị. Dạ. Thằng gì quên mẹ rồi. Đây là những ve chai của chị đi nhặt đó hả? Ủa là chị đi nhặt ban đêm thôi hả? Nãy thì chị gửi nó đi sợi nhân hộ của chị, có tặng cái cây với chị. Thế nó không có đâu, chắc chị lụm cho anh. Sao? Nó khều quẹt nó quýnh to. Nó đi thôi chị được khỏi lụm chai chị có, chị khỏi ăn. Chạy nó lụm thêm 20 ngàn hay sao? Chị nhặt cái chai gì một buổi gì là một ngày chị bán được bao nhiêu tiền? 20 ngàn hả? 20 ngàn. Ba cái lông bia với mũ giấy không rẻ một, có thêm 4 ngàn ký mà. Mà giờ phải lụm thêm về trợ tiền chắc còn đưa chắc còn đưa ăn tao không xài, tao với giống họ nó xài không dám xài luôn à? Ờ, tao bữa có hai gãy về 3.5 triệu mà tao xài hết mẹ hết 5 tờ với 100 ngàn chắc với mẹ đi ăn uống này kia là cho mẹ 200 ngàn nữa. Ủa vậy là mấy hôm nay là chị đẹp cũng có về bên mẹ nữa hả?
Dạ mẹ chay rồi gần thổi sạc liếc rồi tới giờ tới mẹ nó tao điện thoại tao không gành xong đợi sạc thì cũng hơi có điện gì nó thăm nhiều cái mà có điện giờ mất tích mở đâu có kiếm mà sợ chị đi chỗ khác chở có điện sao mà chị đẹp không về bên mẹ ở ở gì ông chồng có chỗ ở đâu trời ông chồng ông giờ... ba hả ừ. Ủa cái đó là ba ruột của chị hay là ba nuôi đó là ông cho ghẻ mình sao phải ra với ba chị ba chị chết con đôi thì đó chị còn nhỏ con đôi mình nổi với con đôi thì là lúc chị còn nhỏ là ba ruột chị mất rồi mẹ chị mới lấy một người chồng khác đẻ ra lấy một người chồng khác mới giao cho quả nuôi quả mới nuôi mấy chục tám năm nay rồi mấy năm nay rồi đã ta biến về mới về bàn nhà bán nhà đem chị xuống dưới đó mỗi mình về là tụi Hải vô nhà chị tôi với chỗ còn quen sao người cha dưỡng ác quá vậy dù sao gì nữa chị cũng là một người con mà tại sao mà chị gì đó ở không cho ở không có con không có chị từng nào từng nhỏ lắm con riêng của mẹ là con đứa là hai đứa con gái là con ổng giờ có hai người con gái nữa là con ổng thì ổng cho ở đó còn chị đẹp chị có anh chị em gì nữa không không có mình chị à có mình chị là đủ chị ra khỏi nhà không cho chị ở đó luôn bắt buộc là chị ở ngoài này giờ chị có gái chở tại sao mốt chị họ làm thị chị ở đâu là mốt ở đây là xây cái siêu thị đây lúc có đi nữa giờ tao muốn trọ tở mà tao không kiếm việc làm tao là tội tao muốn kiếm việc làm mà chứng dân của chị cũng không ra sản giữ bên cái tháng này rồi không có giấy tờ không có gì giấy sao tờ, sao làm được có nhận đâu mà giờ con trai đi bằng ngày ớ đi bằng đêm tới mắm lụm với tao mà giờ chị ở tới tết thôi chị tao không biết đâu đâu mà muốn khác cho quấy nữa chứ chị đẹp ở đây hả chị tắm rửa giặt giũ sao chị đẹp thì chị tắm ở trong chị giặt đồ chị phay vào đó chị tắm ở đâu trong nhà quan nãy đó trong nhà quan đấy hả không có cửa ẻo mà chị tắm sợ mấy cái quỷ gình thấy có luôn hả sợ gình luôn hả sợ thấy chị bà đậu thì chị tắm rồi hả xế xế chiều một xíu sáu giờ tối mình mới dám tắm hả còn chị 5 giờ tắm rồi như chị ở đây vậy hằng ngày buổi tối có ai mà đến đây mà trình gặp chị không dụ dỗ gì không qua wow. Đó có thằng bạn của nhỏ gái con mẹ dắt lên nhậu thì nó cũng nhậu thôi nãy lên thì nếu ngủ thì nhậu cho nó hôn về bây giờ ngủ vết cũng đụng chai gì vết đó nó đâu có sợ nó lại làm hồ nó không làm chắc nghĩ chị có tiền muốn vô sử dụng chị tao tao thì giờ thấy chị không gầy cũng được cô chú trên cộng đồng mạng thương nó cho tiền đó rồi thấy chị ở đây rồi lợi dụng chị ha dụ chị nhậu xỉn này kia để mà lấy số tiền của chị đưa cho tiền chị thôi chị đừng có nhậu nhẹt này kia ráng nhậu đâu đủ nó nhậu để đấy kìa ghét cái thằng đổ luôn đúng rồi đừng có nhậu nhẹt kia chị mình đã khổ rồi thì cố gắng mình đi nhặt ve chai mình kiếm công việc nào làm nó có tiền này kia nhậu nhẹt là tốn kém này kia nữa giờ mà chị không làm thì mình chai cho em gì hả tất cả chị cũng nói với thằng kia nó ta đi tới đêm chắc nào chúng đập trong chắc chết chắc tụi qua kiếm đâu không có đâu chị không có không chị có chị ráng mình chị không có nhậu nhẹt kia mình còn tỉnh táo có gì mình chạy này kia đúng không chạy ra mình la làng rồi lên ra ấp tay nè có gì nó ở giết tôi này kia đúng rồi chứ mà gì đâu có được đó, họ có vàng có của chị có gì đâu mình lấy ba quần áo tao bằng được gắt không có ai mới gãy tiền vừa mua quần áo tao mua đâu tao đỡ trong túi còn hai không có tiền mua đồ áo luôn hả trời ơi thì tí xíu đây có một anh Thận này là hai vợ chồng cũng một anh Thận ở bên Mỹ là nhờ em gửi cho chị đẹp đây là 2 triệu để mà chị đẹp mua quần áo nè mua son phấn này kia đó thì cái đặt rồi em cũng thấy chị đẹp mà đánh son phấn rồi đó chắc hết rồi phải không hết son phấn rồi phải không chị còn son phấn thật kem chị mới mua mới mua kem luôn hả kem sức này hết rồi không kem kem này kem cô gái cô gái tóc xù phải không thì sức này đang trắng rồi đây chị đẹp sức kem cô gái tóc xù rồi mọi người mặt cũng trắng ha chị mua trên hộp thì em gửi cho chị đẹp 2 triệu luôn nè của vợ chồng anh Thận ở bên Mỹ nha đây chị đẹp cầm giùm em nha 1 triệu chưa còn nữa còn 1 triệu nữa mấy 1 triệu thôi đây 2 triệu rồi đủ nha chị có lời gửi nào đến cho vợ chồng anh Thận ở bên Mỹ không có về cảm ơn anh chị anh Thận vẫn thầy cô bác cô chú bà cô hai cảm ơn nhiều dạ vâng thì sẵn ở đây thì Tài cũng xin chân thành cảm ơn vợ chồng của anh Thận ở bên Mỹ rất là nhiều đã hỗ trợ cho chị đẹp đây 2 triệu để mà chị có thể mua quần áo này kia hôm bữa em
nghe chị nói là chị thích được phát bên mình một bộ đồ của một người con gái, một bộ đầm của một người con gái để mình muốn trở thành một người con gái hơn. Không biết là chị đẹp đây có một bộ đầm hay là một cái quấy nào không? Không như Thảo được, chị có một đầm, một vàng, một đen, có hai cái. Hai cái, được hai bộ luôn hả? Thôi bữa nay chị Thảo hãy, em xin lỗi, chị đẹp hãy hóa thân thành một người con gái để gửi đến cho quý cô chú anh chị như là em biết ha. Này chị đẹp sẽ bận đầm luôn nha. À, chị được hai bộ đầm thôi hả? Hai bộ luôn. Rồi có tiền rồi nè, chiều đi chợ sắm thêm bộ nữa đi. Chứ mà mua kem ha. Ủa ba lô đồ nè. Là giống áo cô dâu. Giống áo cô dâu là chị đẹp hết bận bộ nào? Bận này đi. Là chị đẹp bận màu đen phải không? Áo này kỳ quá. Chị bận bộ nào cũng được. Rồi chị thích màu đen thì mình bận màu đen chị đẹp. Ta mang dài, mang dép kỳ. Có giày luôn hả? Giày Bata hả? Dạ, có ta cho chị cũng chịu mua đâu. Cũng có người ta cho luôn ha. Ủa là mình đi ra cái nhà vệ sinh trong công ty này hả? Mình bữa nay mình làm con gái là mình làm cho tới là chuyện luôn nha, đúng một con gái luôn nha. Mình bận váy nè, xong đó mình phải mà vô trang điểm son phấn này luôn. Thì bữa nay sẽ cho chị đẹp đây hóa thành thành một thiếu nữ xinh đẹp. Dạ rồi chị cứ vào trong đó chị thay đồ đi, em ở cho ngoài này em chờ chị một chút xíu. Trong đây thì tại thấy mọi người vẽ bậy khá là nhiều luôn, rất là dơ, cũng khá là lâu rồi cả nhà. Tại mới ghé lại đây để mà thăm chị đẹp thì tại thấy chị đẹp rất là vui khi mà được nhận số tiền của vợ chồng anh Thượng ở bên Mỹ gửi cho chị. Thì mọi người cũng thấy chị đẹp chia sẻ rồi đó, chị muốn mua một bộ đồ mới, một bộ kem để mà sức. Hôm nay thì sẵn tại đây thì tại chưa chị đẹp ở đây hóa trang thành một thiếu nữ xinh đẹp để gửi đến cho quý chú anh chị mình xem, đặc biệt là nhóm cộng đồng LGBT. Nơi này thì tôi thấy bốc mùi rất là nặng luôn cả nhà. Đây là một cái gần toilet đó. Đây là phía đây là cái toilet của công ty nè. Thì trong những cái mà căn phòng trong đây khá là dơ, vì thế mà cái mùi hôi, mùi thối á bốc lên nồng nọc luôn. Bốc lên khá là nhiều. Thì căn chòi của chị đẹp thì nằm ngay cạnh quốc lộ 22 luôn cả nhà, hướng đi về Tây Ninh đó. Khi mà cả nhà đi ngang quốc lộ này thì thấy cái chốt lô cốt bảo quan như thế này, đây là nơi mà chị đẹp sinh sống. Sau này những cái bên trong công ty này nè thì chị đẹp chia sẻ sẽ xây một cái siêu thị khá là to luôn á. Thì thế mà chị đẹp sẽ di dời một cái nơi nào đó sinh sống, thì cụ thể thì tài cũng chưa biết. Thì chị đẹp bây giờ hiện tại là không có giấy tờ tùy thân, không có giấy chứng minh, nên là thuê nhà trọ hay mướn nhà nghỉ với kia rất là khó khăn. Theo mà chị đẹp nãy chia sẻ với cô chú anh chị, tài nghe nói về một cái người cha dượng của chị đẹp á, mình rất là bức xúc luôn. Dù sao nữa cũng là người con của vợ mình, nhưng mà không hiểu lý do vì sao lại thương con ruột của mình hơn và để chị đẹp đi ra ngoài thế này. Nhà của chị đẹp thì cũng gần ở bên đây thôi, nhưng mà xua đuổi chị đẹp đi, không cho chị đẹp về nhà. Lâu lâu thì chị đẹp chỉ gọi về nhà hoặc là ghé nhà thăm mẹ của chị đẹp đi thôi, chứ không thể nào ở qua đêm được. Wow, quá trời đẹp luôn. Đâu chị đẹp đi cách quắt cho em xem một vòng hả chị đẹp? Đó, xây vòng chị còn buộc hai công dây lại. Buộc hai công dây kìa. Buộc hả? Em không biết buộc cái này nữa nè. Thảo hả? Ủa cái này buộc phía trước mà, cái này cái nơ phía sau của người ta nè. Đúng rồi, cái này cái bông nè, cái bông là phía sau nè. Nó chị buộc phía trước hay sao? Nói chung là tài cũng không gành cái này, nhưng mà không biết buộc phía trước hay phía sau đó chị đẹp. Hình như là nửa đám cưới tao biết bạn ở xe tao bạn sao được. Nửa đám cưới sao bạn ở xe ghê hả? Hình như là buộc cái buộc phía trước quá cả nhà, tại đây có cái bông nè. Trời ơi, tướng tá gì đâu mà cao gáo ghê. Chắc cái quần này xuống mà. À, sao? Tướng tá gì đâu mà cao gáo quá là trắng nõn cặp giò kìa. Xả tóc dài rồi ha. Ngon lạnh hết chị đẹp. Chị có chị đẹp có muốn trang điểm lên một tí xíu phấn son nữa dạ, cho đẹp. Mình cho mình đẹp hơn nữa ha. Đi vậy đi vào phòng.
Chị đẹp cao mét mấy chị đẹp? Chị cao 1m23. Không dám đâu, chị em 1m68 đây mà em còn thấp hơn chị. Chị từ 1m7 trở lên á. Đây em 1m68 mà em đứng thấp hơn chị mà. Một người con gái thì mị nết na như thế này, dễ thương như thế này đây, mà người cha dượng lại nhẫn tâm, lại đẩy đưa chị đến một cái nơi như thế này để mà sinh sống. Trắng nõn luôn. Trang điểm một tí son phấn này kia ha. Chị đầy đủ không? Son phấn luôn không? Không, không đủ luôn. Giờ chị mua bộ dễ mắt á. Thiếu bộ về kẻ mắt hả? Là kem có nè, son có nè, còn bộ kẻ mắt là chưa có thôi ha. Chị đẹp để tóc bao nhiêu năm mà chị đẹp? Chị để đi 2 cái Tết là tóc năm rồi á. Để chị cắt bớt đi rồi. 2 cái Tết là 2 năm rồi. Dạ, Tết là 3 năm. Tết này là 3 năm mới để dài được, được chị ha. Chắc là để tôi cột luôn á. Cột luôn. Đây là cô gái tóc xù. Buổi tối chị đẹp ngủ có sức kem ngủ không? Trời, tối chị sức cái mặt chị nó sưng lên. Không lẽ kem này nó dị ứng với mặt chị sao mà nó sưng? Mặt chị này đó, chị sức kem nó nát không. Ừ. Lớp con nhỏ trai không cho đi kiếm hộp kem bỏ cho chị sức đó. Mà giờ chị nó nắng ăn mặt hơn á. Chút ra mua đôi guốc, chiều mua đôi guốc lên đồ, không ăn gì. Chị cái đâu đồ mang. Vô, có tiền à, chiều ra sắm cho mình một cái đôi guốc liền ha. Chị cao trên 1m7 á, chị mà sắm đôi guốc cái là như người mẫu luôn. Cao quýt quýt luôn. Chị đâu có giờ có vừa không có được nè. Giờ chị bự quá mang không vừa. Có chị hấp điện cưới gì đó. À, chắc đám cưới bằng áo đường áo thường với bằng áo đồng. Đám cưới bằng áo thường với bằng đồng hả? Làm gì kỳ, mình là một con gái mà mình có quyền, mình có quyền mình bằng đầm bằng sa ghê thế đám cưới mà, chứ đâu phải là bằng một bộ đồ thường đâu. Mà đám cưới chị nữa bằng sa ghê thì chắc muộn mà thay đồ thấm ngày mà chị về bên nhà thăm mẹ và cha dưỡng có nói gì không? Ông đi tối ngày đâu có nhà nữa. Ông đi tối ngày hả? Ở tối mẹ bà nói nha, bồ mẹ đặt ghế mà tao nói không, không chị bán số. Có khi nào mà chị vừa bảnh chơi mà lúc đó mà cha dưỡng về thấy chị ở nhà không? Ê, chị nào mà chị lâu rồi giờ không thấy. Thấy là ông có chửi, ông có đuổi chị, ông mắng chị gì không? Vô nhằn nhằn mẹ thôi chị chứ. Là làm khó mẹ, lúc đó chị phải đi về đây. Sao mà người cha dưỡng khó chịu vậy? Lâu lâu con cái về thăm mẹ mà cũng không cho nó là sao? Về cũng nó lén cho tiền bả, cho mấy trăm, cho lén thôi. Cho lén. Mà biết bà có ăn sáng đưa chồng ăn, mà tiền ổng mà cho bỏ túi, bỏ mẹ lục thấy túi 100, 200 mà cho. Nhưng mà không đưa là cho mẹ. Không đưa mà cái chuyện cũng là, ở đây ổng lên giọng nằm chẳng mà khơi cho xin tiền, ổng xin ta, ta cho. Ổng không làm cũng xin. Nào chị ghét cũng không cho. Ở đuổi chị ra khỏi nhà cũng cho tao, tao không tao cho. Mơ tao cũng cho. Giờ nó thiệt cũng về tới của hai gãy về tao cũng dành còn bệnh ra cũng thuốc tao cũng cho. Xong rồi sức kem xong rồi phải không? Xong rồi. Xong rồi là còn đánh môi son nữa. Nhưng con cái trong gia đình mà đẩy đưa chị đẹp đi ra đây. Cha dưỡng vô tâm quá ha. Mỗi cái gì cho trò tao đi làm được. Mỗi tao có tiền dư giả tao cũng không cho. Quan trọng là chị chưa có giấy chứng minh là thuê trọ, người ta không cho thuê á. Không cho đâu. Rồi. Giờ đỡ đi, chị lúc nào làm công ty, mượn năm họ làm. Chị có cách nào làm giấy chứng minh lại không? Năm chị làm mấy chứng minh xã chữ đó. Mà lúc trước chị lên quận 2 chị làm con trai á. Vợ chồng bà Sài Gòn bắt ấn dân đâu mà mới dắt lên chở nó còn cảnh gì kia lên ở tận thời gian thì lên ở chùa về biết có tiền đóng chúng đủ luôn. Bà cái bà tên Ninh nó bảo bà làm công ty muốn ngọc chủ vô nó dân cái tập đen mà cái này chị mới làm đi có chồng chút đi
Trời đang trang điểm là một thiếu nữ xinh đẹp luôn rồi bán ve chai luôn. Rồi bán ve chai luôn hả? Xính son đi xong rồi bán ve chai luôn. Chờ chút xíu nha. Lúc ta đang trở thành một thiếu nữ xinh đẹp hì mỹ nít na thế này kêu người ta gánh ve chai đi bán. Vừa. Đúng thời luôn hả chị đẹp? Không gì đã chiều vô. Chờ một chút nha. Sắp xong rồi nè chị, bán luôn để chị có tiền đi bao cơm luôn. Ôi trời ơi, mày đẹp thế. Sao? Thấy chị đẹp đẹp gái không? Đẹp. Xinh gái chưa? Ôi trời đất ơi. 10 điểm chưa? 10 điểm. 10 điểm. Quá đẹp luôn. Mua đi không cần đi nữa bé trai đâu nha. Đi, tôi cho hổ đập gì vậy? Răng hổ đập hả? Tôi xin đập rồi, chưa đập. Ai mua son cho mày đẹp thế? Cho mày đâu tôi có hổ này, bà còn hỏi sao ai mua. À thế hả? Là cái son này có chị cho hả? Không nhớ, bà cho bà cũng nhớ. Cái này bà cho luôn, cái gì cũng nhớ bà đọc. À thế này chị đẹp có chồng rồi. Đẹp có chồng rồi. Thằng nào giàu được mà tôi nổi. Giàu cái gì mà giàu? Mới mua mốt này à? Ăn ăn cho đầu mà đẹp thế. Đập rồi tôi cái cho khách. Thế có ăn đập như gái phố vậy à? Giống như con gái 18 như gái 18 không? Em mệt rồi quá hả? Tao hóa trang thành một thiếu nữ xinh đẹp như thế này lại mua chai đúng rồi, đúng luôn, đúng dẹp luôn. Ngày nào chị cũng ghé đây chị mua vậy hả? Bữa nay hai ba bữa rồi bữa ăn. À. Bữa nay không có đồ. Là khỏi chị đẹp khỏi chạy lại chỗ đó bán nha. Bữa trước thì ghé sáng nhưng mà bữa nay hai ba bữa ghé nền. Cho lên chị đẹp ra ngoài thu tiền nè, tiền tới nữa rồi. Bán ve chai có tiền nữa rồi. Thế chị đẹp có bồ rồi. Chị đẹp có bồ luôn hả? Rồi sướng quá vậy. Bữa trước bồ đến mà cho tiền đi kìa. Ừ im quá ha, lâu lâu rồi bồ đến cho tiền luôn. Lên đời rồi. Lên đời rồi. Mai mốt nghỉ nhật ve chai rồi. Giấy đó chị mua 1 ký nhiêu? Cái này em với chị anh 2.000 một ký á. 2.000 một ký. Rồi chai nhựa. Chai nhựa 4.000. 4.000. Mà bữa này nó cũng rẻ lắm. Ở đây theo em biết là chị cũng hay đến đây cho đồ chị đẹp lắm phải không? Cho bánh, cho cơm này kia nè. Cho bánh nè, đến đây cho bánh cơm. Như chị đi người ta cho chị thì chị xin phần cho chị đẹp ở đây. Cũng được, là con tự thiện đó. Mình xin cho. Cũng đỡ tốn tiền mua ha. Bây giờ đi đâu mà ăn mặc đẹp thế? Đi bán ve chai. Trang điểm bán ve chai đó. Trang điểm đi bán ve chai nè. Bữa này á có bộ là ăn mặc đẹp đó nha. Con bè. Ok. Rồi cắt bao đi. Cắt bao đi tối nhặt tiếp. Toàn nó có đi bộ về chưa kiếm này ạ. Chị làm con bả không? Về làm con bả đi, mốt đi bán ra chai với bả. Cái bà có chồng con chưa? Chị đẹp bán ve chai được 15.000 cả nhà. Thấy hai bao cũng nhiều quá mà. 15.000 này là buổi 15.000 20.000 vậy ha. Gái xinh gì đâu. Rồi chào chị nha, bye bye chị nha. Xinh tươi, mướn nước na thì mị ha. Vào trong ngồi đi cho mát chị. Cái dép này mấy mấy ơi nhỏ với bàn chân của chị ha. Hơi nhỏ á. Thấy chị thở cũng mang về. Cái này họ tự họ cho chị có mua đâu. Mua về chắc chị không mấy. Chiều nay mấy sắm đôi guốc nữa hả? Đôi guốc đó bạn với cái đầm này là đúng bài luôn rồi. Ngồi đi chị đẹp. Nói chung mày lâu lắm rồi
Tài mới đến đây để mà thăm chị đẹp. Thì cũng được sự hữu duyên của anh Thuận, vợ chồng anh Thuận ở bên Mỹ, là gửi cho chị đẹp 2 triệu để mà sắm quần áo như là son phấn này kia. Chị đẹp chiều nay đi sắm đôi guốc luôn cả nhà. Thì vừa qua cả nhà cũng nghe những lời tâm sự của chị đẹp về gia đình của chị đẹp và công việc của chị đẹp rồi đó. Sau đây thì chắc có lẽ là Tài cũng xin phép quý cô chú anh chị là Tài kết thúc video ở đây. Tài hẹn cả nhà trong những video tiếp theo, Tài sẽ đến đây thăm chị đẹp lần sau đó nha cả nhà. Chào chị đẹp, bye bye chị đẹp. Bye bye. Đẹp gái quá luôn nè.